CDTNU, mông và ngực lép đến đâu cũng sẽ tăng size ầm ầm. Gầy như cò hương vẫn lên được 4kg chỉ sau 2 tuần dùng lạc theo cách này. Với bí quyết này, bạn hoàn toàn có thể cải thiện thân hình khẳng khiu của mình, trở nên cân đối và quyến rũ hơn một cách nhanh chóng. Để vòng 3 và 1 tăng lên nở nang, sở hữu thân hình nuột nà là điều mà chị em nào cũng khao khát. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào ăn uống hoặc tập gym thôi thì sẽ không thu được kết quả như ý. Hãy kết hợp với sữa, công thức như thế này mới chuẩn. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 300g lạc, đường, sữa tươi, sữa đặc, máy xay sinh tố, rây lọc. Cách thực hiện: đầu tiên, bạn cho lạc vào chảo, rang với lửa vừa. Đến khi lạc dậy mùi thơm, chín tới thì tắt bếp, đợi nguội rồi chà sạch vỏ. Tiếp theo, đổ lạc vào nồi, nấu chín mềm với 2 lít nước lọc. Khi cả nước và cái đã nguội bớt thì bạn cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn mịn để hỗn hợp sánh đặc. Sau đó, bạn đổ sữa lạc vào nồi, nhưng nhớ là lọc qua rây, dùng thìa mết mạnh. Nếu không có rây, bạn dùng một tấm vải sạch thay thế cũng được, vắt kỹ nhiều lần. Cuối cùng, bạn đổ phần sữa thu được vào nồi và đun sôi, để thêm 5 phút nữa thì tắt bếp. Đợi nguội, bạn cho vào chai bảo quản, để trong ngăn mát tủ lạnh, dùng dần. Cách sử dụng: trước khi uống, bạn pha thêm sữa đặc hoặc sữa tươi tùy theo khẩu vị. Tuy nhiên, dùng sữa đặc sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cân và ngon hơn. Nếu bạn dùng sữa tươi thì có khi phải cho thêm đường mới vừa được. Mỗi ngày uống hết khoảng 2 cốc sữa như vậy, bạn sẽ thấy thân hình có sự thay đổi rõ rệt. Công dụng: lạc, đậu phộng, giàu protein, chất xơ, axit béo không bão hòa đơn, niacin, folate và vitamin E. Bên cạnh đó, lạc còn chứa resveratrol, hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bạn có được thân hình cân đối, kích thích sự phát triển tự nhiên ở vòng 1 và 3, đồng thời góp phần kéo dài tuổi thanh xuân hiệu quả. Lời khuyên: hãy ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng và năng lượng thay vì thức ăn nhanh, đồ ăn vặt nhiều đường hoặc chất béo. Bạn có thể ăn bơ lạc với bánh mì cũng là cách giúp tăng cân rất tốt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé!